và xin kết nối năng lượng với người yêu cũ của các bạn ha. Xin kết nối năng lượng với người yêu cũ của những người xem trên bài này, cho biết là cái tình huống của mối quan hệ này như thế nào, nó đang ở trong giai đoạn nào, và liệu rằng cái mối quan hệ này đi đến đâu. Và xin giật lượng nè, hòa long phụng số nè, xin các binh lính tầng thủy hoàng nè, xin thiên thần nè, xin quan công nè, xin mẹ kim tỳ diệu mẫu nè, xin ngài Campuchia nè, xin hòa long nè. Đó, mấy cái vật phẩm trên mình là vật phong thủy không các bạn, phong thủy kinh khủng khiếp luôn á, nên thành ra mình trải bài cho các bạn mình không nói bậy được, nói bậy rồi thắng giật giật thì sao. Có ai mà xem tao nói thì mình thờ cũng như là muốn thờ hết thế giới này vậy đó. Tại vì mình làm này để mình nhắc nhở mình không được nói tầm bậy, mình phải đưa ra những gì chính xác nhất. Và tất cả bài các bạn xem là có sự chứng kiến của thần, của thánh, của thiên thần, của những cái vật cao nhân bậc thánh không, bậc Phật không à. Nên thành ra những cái gì mình nói các bạn là mình không dám nói xạo, mình nói xạo nghiệp quật mình sao các bạn. Nên yên tâm đi, những gì mình nói là đúng hết, sách vở đúng hết, sách vở không á, chứ không có nào tầm bậy tầm bạ đâu, yên tâm đi mọi người. Cái cơn kia đổ dám thì nó xạo không rồi, thánh nó quật làm sao. Đây các bạn có lá bài Compassion, có sự đam mê. Rồi thấy rồi đó, biết nguồn năng lượng sao luôn rồi đó. Lá bài đầu tiên này mới chế, cứ bị hay nói cái lá bài đầu tiên nó sẽ quyết định cái nguồn năng lượng của trái bài này. Thì lá bài này nó nói là bạn và người yêu cũ có sự đam mê với nhau. Cái nguồn năng lượng nam nữ đam mê dữ lắm, rất tự nhiên nha, giống là cuốn hút nhau về cái mặt cảm xúc mà nó tự nhiên, nó đến rất tự nhiên. Nó giống như là cái lá bài một ly mình dân cảm xúc chân thành ban sơ đó. Thì ở đây cho thấy cái người này họ cũng có cảm xúc như bạn y chang vậy. Tức là trước đó hai người đến với nhau bằng một cái gì nó ban sơ, nó trong trắng, nó thuần khiết lắm, trao cho nhau hết tất cả sự đam mê hai cùng có, đến với nhau giống như là bất chấp đó, mình yêu và yêu đương cùng nhiệt, cái yêu đương mà kiểu như là cảm xúc á. Nhưng mà cái này á, tình yêu mà cảm xúc quá là tình yêu xu các bạn. Thế tại sao các bạn đang bị cái phần hóc môn nó cuốn mình đi á? Tại vì cảm xúc là sao, mình đam mê là về cái phần hóc môn nó đẩy cho hai người đến với nhau, chứ không phải là cái tình yêu bền vững. Đam mê là được, nhưng mà đam mê quá nó cũng xu, đam mê quá là bị giống đực giống cái, nó cuốn hút nhau, chứ không phải là cái phần kết nối về linh hồn. Đam mê đây, đam mê về thể xác nhiều hơn. Mình cứ nghĩ đam mê về thể xác là mình nghĩ là chắc yêu, mà không phải, mà các bạn bị hóc môn nam, hóc môn nữ nó đẩy hai bạn đến với nhau thôi, hết hóc môn hết yêu. Và ở đây cho thấy là sự thật nó sẽ được diễn ra. Và cái thời điểm này chính là cái thời điểm vàng để cả hai thấy được cái nguồn ánh sáng của mỗi người. Tức là cái đam mê này là phải là thật, phải là sự thật. Và đam mê này chính là cái nguồn năng lượng mà cả hai đều phải thấy là giá trị bản thân mình ở đâu. Chúng ta phải kết nối về phần tâm hồn nhiều hơn là phần về thể xác. Vũ trụ nói đam mê là có, tự nhiên đến, nhưng mà phải là sự thật, phải là cái phần phát triển mặt tâm thức, thấy cái ánh sáng của linh hồn. Các bạn phải tìm một cái người mà người ta có thể nói chuyện được, mình giao tiếp được, mình tâm sự được, đó mới chính là cái người bạn cần phải yêu, cần phải lấy. Còn cái người mà kết nối cái phần dưới không là cái phần về cảm xúc hóc môn, lấy phần dưới xong sau này cái phần dưới nó hết xài được rồi cái chia tay hả, đúng không? Bây giờ mình phải kết thúc, mình hợp phần dưới cũng phải hợp phần trên luôn thì mới ăn đời ở kiếp chứ. Nên ra mình tìm chồng tìm vợ phải tìm vậy đó, hợp phần dưới cũng phải hợp phần trên luôn mới được nha mọi người. Chứ hợp một phần không là cũng không được, hợp phần trên không phần dưới không hợp cũng chia tay sớm. Mà hợp phần dưới không, khi nào già rồi hết hợp rồi sao?
Ta đó phải học lý trí chứ. Bây giờ nè, mọi người phải thấy giá trị bản thân của mình. Mình phải thấy mình có giá trị như thế nào thì tình yêu luôn phát triển được. Tức là một trong hai bạn có người đã sống sa sút, xem bản thân mình không ra gì, đi quỳ lạy van xin tình yêu của người khác. Khi mình không có giá trị mình thì đương nhiên làm sao người ta yêu mình được biết chế ơi, đã nói rồi. Hoàng hậu đâu? Mỗi lần mình nhớ cái này là nhớ tới lá bài hoàng hậu dùm tôi. Muốn người khác tôn trọng là mình phải cho đời thấy là mấy nút, 9 nút. Còn mà sống một nút, không nút đi quỳ lạy van xin người ta thì người ta thấy không nút, thấy một nút người ta cho quất luôn chứ sao? Tiếp tục nè, hai lá bài đều nói là bây giờ sự thật nè. Cái sự thật sẽ được diễn ra và rất là nhanh chóng sẽ bước tiến vào cuộc đời của hai bạn mối tình này. Sự tin tưởng nè, sự thật nè, đó, mọi thứ đang diễn ra rất là tốt nha, cho thấy là cái nguồn năng lượng tích cực của hai bên đang trong một cái giai đoạn là các bạn biết giá trị bản thân của mình và các bạn cũng thấy ra sự thật và các bạn biết tin tưởng nhau hơn. Trời, đẹp chứ, đã là bài đầu tiên mình biết đẹp rồi. Hổ từng nói tại vì đây là dòng năng lượng mà. Tiếp tục, thấy không? Ở đây này cho thấy những cái đội bảo hộ tâm linh đang đi theo hướng dẫn các bạn. Sẽ có những người xuất hiện, họ sẽ nói cho bạn phải làm gì, cần phải làm gì. Và bạn sẽ làm theo những lời hướng dẫn này để các bạn đạt được một cái tầm cao mới. Và mối quan hệ này đang cho thấy là đang tiến triển rất tốt. Bởi vì hai bạn đều được đội bảo hộ tâm linh, vũ trụ gửi cho cái người những thông tin mà các bạn sẽ có được. Và họ giúp cho các bạn phát triển về cái phần tâm linh nhiều hơn so với cái phần hormone, so với phần dưới. Tức là lúc này chúng ta phát triển tâm linh, phát triển về cái giá trị bản thân, và chúng ta sẽ kết nối lại với người này về phần trí chứ không phải là phần vật chất. Biết sai mà sửa sai, thấy được mình cần phải làm gì là ok lắm á chứ ơi. Và các bạn sẽ nhận được những cái tín hiệu của giấc mơ của mình. Sẽ có những giấc mơ, những cái giấc mơ đó chính là cái điều các bạn phải làm theo. Thí dụ nằm mơ thấy chia tay là chia tay thiệt nha mấy chế. Nằm mơ thấy quay lại là quay lại nha. Hãy tin vào giấc mơ của chính mình. Và vũ trụ sẽ gửi cái tín hiệu này, kết quả đó qua cái giấc mơ các bạn. Giấc mơ này cho thấy có hai con chim, chắc hai người quen nhau mà có con chim nửa nửa con chim này. Có một nửa con chim đang phá hoại hạnh phúc nè. Thấy không? Có một bà chim, nửa bà chim xuất hiện nè. Một bà không danh chính ngôn thuận mà muốn xem vào cuộc đời của hai con chim trước nè. Lấy súng bắn nó. Ok, một cái tiếp tục nha. Rồi, và các bạn sẽ tái sinh vào cái mùa xuân năm nay. Và mùa xuân nó bắt đầu từ bữa đồng chí á. Cái ngày đồng chí là ngày 22 tháng 12. Và nó sẽ kết thúc vào tháng 3. Là tình yêu các bạn sẽ được tái diễn trở lại, tái sinh trở lại trong 3 tháng nữa. Tức là hồi mùa đông. Mùa đông ở bên Mỹ người ta tính từ tháng 12 tới tháng 3 nha mọi người. Chứ không phải như Việt Nam nha. Tháng 12 chỉ mới đồng chí là mới bước vô đông thôi. Tháng 4 mới là mùa xuân. Tháng 7 mới là mùa hè. Cái đó mới là đúng. Chứ hồi xưa mình ở Việt Nam mình cứ nghĩ là tháng 1 là mùa xuân, rồi tháng 6 là mùa hè, rồi tháng 8 là mùa thu là trật do mối chế. Mùa xuân là tháng 4, tháng 3, tháng 4. Mùa đông là tháng 12, tháng 1, tháng 2. Mùa hè là 6, 7, 8. Mùa thu là 9, 10, 11. Cho thấy là các bạn sẽ tái hợp lại vào mùa đông năm nay, tức là tháng 12, tháng 1, tháng 2, tháng 3, 3 tháng nữa, Tết của mình đó. Tái sinh lại, một là tái sinh thành con người mới, hai là cặp này quen lại. Không, vừa ra đáp bài đầu tiên tôi biết cái bài nó tốt rồi. Tôi bài phán 100 lá bài luôn, không? 100 lá nè.
mà xào ra không? Vừa ra và đầu tiên không biết là tôi bị biết là cá trải bài nó sẽ là như thế nào. Một lá sấu không có luôn, chứ hay không? Hôm bữa mà coi cái sấu, trời, nó sấu tàn canh.